Em chào cả nhà mình nha, chào mừng cả nhà mình đã đến với lại bài live stream workshop em chiều tối ngày hôm nay nha các chị. Thì trong chiều tối ngày hôm nay có rất là nhiều mẫu nằm đẹp và đang được sale thì rất là rẻ luôn. Quan trọng là cả nhà mình đặt hàng sớm, cả nhà cố gắng đặt hàng thật là sớm nha em ha, em tư vấn luôn nè. Mã số sản phẩm với số điện thoại trên màn được ha, em chỉ chốt đơn trên live thôi, không có áp dụng bên ngoài. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ, cả nhà cố gắng chia sẻ mạnh tay dùng em nha. Rồi bây giờ mẫu đầm đầu tiên đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1365. Đầm đầu tiên anh đang mặc trên người 1365, hôm nay em sale luôn hả? 119.000 đồng ha. Rồi chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng ngay bây giờ. Mã sản phẩm là 1365. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm. Em chào chị Hồng Hạnh nè, em chào cả nhà mình mới vô nha. Cả nhà mình chị khách nào mới vô á, cả nhà mình cho em xin một chấm đi. Đồng thời mình chia sẻ bài live stream này ha, tại vì trong bài live stream ngày hôm nay á, thì em sale cũng khá là nhiều cho cả nhà mình luôn. Mà chỉ sale trực tiếp trên live stream thôi à. Cố gắng mình đặt hàng sớm nha, có thắc mắc gì cứ việc hỏi em nha các chị. Đồng vét thì thường thường là cả nhà mình mua trên thị trường là tầm khoảng 300-400 nghìn, đó là chuyện bình thường đúng không ạ? Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì cả nhà sẽ được săn sale với em chỉ còn 119.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1365. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1365 nha. Chị khách là mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1365 với số điện thoại. Ủa cái này là cái gì đây? Dạ em cảm ơn chị. Rồi 1365 nha. 1365 hôm nay em sale rẻ cho chị yêu mình luôn, 119.000 đồng. Cứ việc không anh thoải mái đặt hàng chị ơi. Ngày hôm nay vẫn còn miễn ship với đơn hàng 600 đó chị. Dùng đơn 600.000 đồng thì em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc nha. 119k nha chị ơi, 119.000 đồng nha. Để em ghi mã cho chị yêu mình dễ đặt hàng hơn nè. Đó, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1365. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em ha. 1365 với số điện thoại 119k. 119k ngay bây giờ cả nhà nha. Mã sản phẩm là 1365, lên đơn liền các chị. Dạ anh chào chị Dương An ạ, chào cả nhà mình mới vô. Dạ đầm này 40-55kg bình thường. Bình thường mà em sale cho cả nhà mình á thì phải nói là nó phải lẻ size 1-2 cái hoặc là chỉ còn 1-2 size thôi. Nhưng mà với em đầm này là nó đang có cho cả nhà mình 2 size 40 cho tới là tầm 55kg độ về, cả nhà mình sẽ mặc rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm là 1365. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1365. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm với chất liệu vải cotton lạnh nha cả nhà. Dán chữ A dễ mặc cho cả nhà mình luôn, tặng luôn cho mình cái sợi dây này. Thì sợi dây này cả nhà mình thích buộc mình phối với em đầm này cũng được, không thì cả nhà mình tháo ra cũng được luôn ha. 1365 hôm nay em sale rẻ nha cả nhà ơi, 119.000 đồng ngay bây giờ. Chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng thôi ha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1365 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. 119.000 đồng ngay bây giờ, chỉ còn có giá là 119.000 đồng thôi ạ. Rồi ok, bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà, mình cùng xem thêm một mẫu khác nữa ha. Mình đã nghĩ đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. 1365 119.000 đồng cả nhà nha, chỉ còn có giá là 119.000 thôi. Chất co tông lạnh đầm chữ A, nguyên hàng cúc cách điện phía trước. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Sơ mi không có chị, sơ mi sọc caro nha. Eo 83 chị lấy cái này đi chị, lấy cái em đang cầm nè. Tại vì cái em đang mặc trên người á là em còn có 2 size thôi, M với L, 40-55kg, eo với 75 thôi ha. Và bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa ạ. Mình đang nghĩ đầm nào của em có việc đặt hàng thật là sớm nha em nha cả nhà, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn sớm sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Rồi đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438 cả nhà nha, 1438. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình. Thiết kế cổ sơ mi. Đó, tay ngắn ngắn, dáng đầm xè nhẹ chữ A, kèm thêm cái túi có khóa kéo. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người này cả nhà, mã sản phẩm là 1438. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm cho em tư vấn luôn ha. 1438 với số điện thoại nha cả nhà ơi. Cổ sơ mi tay ngắn nè, đó, sọc caro caro dễ thương ha. Phối cho mình nguyên hàng cúc phía trước, cúc này cúc cách điệu nè các chị, không có cài được khóa kéo phía sau. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1438 em sale rẻ 179.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng. Mã sản phẩm là 1438 nha. Đầm đang mặc trên người 1438.
Đầm sơ mi các chị ơi, đầm này thì chất liệu vải của nó là vải kate nha. Cho là cái hàng này á, thì nó khá là dày dặn cho cả nhà mình luôn. Đầm này thì em á, trước đó là em bán rất là chạy. Và hiện tại thì em chỉ còn ở cả nhà mình là size 2XL. Thì size 2X là cả nhà mình đã biết rồi đúng không ạ? Cái đầm này thì sẽ có size từ 58 cho tới là tầm 65kg. Và eo tối đa thì eo tầm 78 cho tới là eo tầm eo 78 hay eo 85 ở tầm đó. Đẹp nha các chị. Đầm thì dễ mặc cực kỳ luôn. Rồi sale luôn cả nhà ơi, 179.000 đồng ngay hôm nay. Chỉ còn có giá tiền 179.000 đồng. Mặc đầm đen treo sau lưng em ơi. Dạ cái đầm có cái chuỗi ngọc này đúng không chị? Cái đầm này á là nó sẽ có size cho cả nhà mình là tới 80kg. Cái đầm này sẽ có size cho cả nhà mình tới 80kg nha. Rồi, bây giờ nè, mẫu em đang mặc trên người nè cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1438 nha. 1438 hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn 179.000 đồng để mặc đầm đen cho chị em mình ạ. À. Dạ em chào chị Trần Ngọc Hà. Cả nhà ơi, mình thấy livestream của em á, các chị mình cho em xin một chấm đi ạ. Ưng ý đầm nào của em á thì mình đặt hàng thật là sớm đi dùm em đi, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mẫu đang mặc trên người 1438 nha cả nhà ơi, 179.000 ha, 179.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người 1438 E72 đầm này không vừa chị. Để em lên cho chị mình cái đầm này có size là tới 80kg. Trời xinh lắm. Đầm nào cũng xinh hết đó chị ơi, quan trọng là chị thích cái nào thôi. Đặt hàng sớm sớm thì chắc chắn là có đơn rồi đó. Nếu như đặt hàng trọng quá thì nó hết hàng đó chị. Hôm nay thì nó cũng còn một số ít cho cả nhà mình. Rồi đây, tiếp tục cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1423 nha. Cả nhà ơi, cả nhà mình vô like của em á, cho thả tim rồi chấm bài dùm em đi các chị. Cả nhà mình thả tim chấm bài mạnh tay dùm em đi các chị ơi. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1423 nha. Đầm em đang mặc trên người 1423. Đầm này cổ tròn, tay lỡ, cổ tay le này các chị yêu ạ. À. Rồi có phối cho chị mình luôn cái chuỗi ngọc như thế này. Cả nhà mình thích cột hẳn phía sau cũng được. Cả nhà mình thích cột phía trước cũng ok luôn. Cái chuỗi ngọc đẹp lắm nha các chị. Về nhà cả nhà mình nhớ cột đuôi chuỗi ngọc nha các chị ơi. Các chị mình không cột đuôi là cái chuỗi ngọc của mình là nó chạy mất tiêu luôn á. Cả nhà nhớ cột cái phần đuôi này dùm em nha. Tại vì cái viên ngọc này là nó chạy được nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1423. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1423, cổ tròn nè, tay lỡ, cổ tay lê, dáng đầm phông xòe. Cái đầm này coi giãn, trời ơi, đỉnh luôn các chị, coi giãn nhiều cực kỳ với cả nhà mình. Mẫu em đang mặc trên người 1423 nha. Em đầm này là 299.000 đồng, nằm trong top bán chạy của bên shop. Với lại đầm này á là có size có size, trời ơi các chị, em mới giới thiệu có size tới 80kg, bây giờ size tới 75kg đồ hơn các chị. Đầm này eo từ 55kg cho tới là 72kg đi, 55 cho tới 72kg chỉ còn size XL thôi. 55 tới 72kg chỉ còn size XL thôi cả nhà. Mình ưng ý cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm ha. Em chỉ còn size XL. Dạ em chào chị Trương Thị Hà Thu, em chào cả nhà mình mới vô. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. À. Cả nhà ơi, chấm bài tương tác cho em rồi cả nhà mình thả tim nha em đi ạ. À. Mẫu em đang mặc trên người 1423 nha, 1423. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em, mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ sale trên livestream thôi nha cả nhà ơi, không áp dụng bên ngoài ha. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ, cố gắng mình chia sẻ mạnh tay cho em. Đầm này em chỉ còn size XL thôi nha các chị. Đầm này chỉ còn size XL thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1423. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1423. Dễ thương hả các chị? Cái chuỗi ngọc này cả nhà thích phối sao cũng được hết trơn á, tại vì nó chạy được này các chị. Bây giờ tất cả chuỗi ngọc này mình gom lại là một cũng được nữa, dễ mặc cực kỳ. Dạ em cảm ơn chị Cao Thị Thu Hương ạ. À. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển theo cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Rất là nhiều mẫu đầm đẹp luôn mà em sale trên livestream này. Cả nhà mình cố gắng lên đơn sớm thì dùm em. Đó, có chị nào mà mình săn được cái mẫu vest này bên em chưa? Tại vì em đang sale là còn 199.000 thôi à. Đó, để em lên vest cho cả nhà mình ha. Vest ngày hôm nay rất là đẹp, còn 3 size. Vest còn 3 size nha cả nhà. Đang sale luôn cho các chị yêu mình.
Rồi mẫu em đang mặc trên người 1423 chất lưỡi vảy Atashi kim tuyến. Cái Atashi nó sẽ nổi lên trên mặt vải như thế này và sẽ không có rơi rớt hay bong tróc kim tuyến gì hết. Hoàn toàn cực kỳ đẹp cho cả nhà mình luôn. Mà hôm nay chỉ có 299, nếu như em còn đủ size là tới 80kg. Nhưng mà bây giờ các chị, bây giờ cái đầu này là em bị lẻ size rồi. Bây giờ 55-72kg cho size XL cho em ha. 55-72kg nha chị. Mã sản phẩm là 1432 nha. Nó gần thế rồi các chị ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Các chị mình thích cái đầm nào của em có việc đặt hàng hoặc là sớm nha, em tư vấn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là đầu các chị ơi. Lên cho cả nhà mình thêm cái em đầm này. Đầm vest. Đầm vest cho cả nhà mình chỉ có 100 mấy thôi. Mẫu em đang mặc trên người. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408 cả nhà nha, ba size. Size L, size XL với lại size 2XL. 50kg cho tới là tầm 65kg mặc đẹp thoải mái luôn. Trời ơi mê quá các chị ạ. À. Dạ. Chị Kim Hậu quay sau lưng coi em. Đây này chị. Cái em đang mặc trên người là cái size lớn nha. Nếu như mà em mặc đúng size của em hơn á là em phải mặc size M mới đúng. Còn cái đầm này là cái size lớn. Dạ 1423. 1423 hả chị? 1423. Hôm nay em sale cho chị mình là còn 299.000 chị nha. 1423 299.000 đồng. Ở những bài live stream khác của em á là em bán tới 300 mấy 400 lận á chị. Cái mẫu làm đó là hàng vải hiếm anh em, với lại cái form nó đẹp quá trời. Mẹ em gần hết rồi, em chỉ còn ít lờ thôi à. 55-72kg cho cái mẫu làm đó nha chị. Rồi bây giờ cái mẫu này đi, mẫu này em sell ri nhiều này các chị. Đầm này em đang mặc cái size L nha, hơi rộng nha, em kẹp nhẹ, em cột cái eo đi. Cái sợi dây này là em tặng cho cả nhà mình. Cả nhà mình thích cột thì cột, không thích cột thì mình có thể tháo ra, mình phối với em làm khác được. Đầm này nè cả nhà ơi, cái mẫu em đang mặc trên người nè, 1408, 199.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408 nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn luôn. Là 1408 với số điện thoại cho em là được nha. Đầm sọc cho cả nhà mình chỉ có 199.000 đồng. Đầm này chất liệu vải của nó khá là dày dặn luôn. Và cả nhà mình mặc lên không có bao giờ sợ thấy sợ lộ đâu. Co giãn này các chị. Kèm luôn cái túi cao khoa khe phía sau. Và sọc này thì sọc của nó là sọc màu nâu nâu nè, sọc màu trắng với là sọc màu xanh xanh nha các chị yêu mình. Hôm nay em giảm mạnh cho cả nhà mình luôn, chỉ cần có giá tiền 199.000 thôi ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1408. Các chị yêu mình có thích em mặc cái mẫu nào hay không? Bình luận phía dưới cho em đi nha. Em mặc thử với mình coi. Hôm nay nhiều mẫu đồng em xem dữ lắm. Giảm cho chị Nhi Nhi hả? Giảm 55kg cái mẫu đồng này, chị mình mặc size L đi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1408 nha chị. 1408 kèm số điện thoại cho em là được. Tuy rằng vải dày nhưng mà chị mình mặc lên á là không sợ thô cứng hay khó chịu, hoàn toàn mềm em dễ chịu luôn, đi chơi đi tiệc đi làm đều đẹp hết luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408 sale luôn ạ. 199.000 đồng mã sản phẩm là 1408. Chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1408 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha, sale rẻ luôn ạ. 199.000 đồng, trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. 50-65kg cho em ha. 50-65kg mã sản phẩm là 1408. Mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ đi dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái màu khác nữa. Lên cho cả nhà mình cái em đầm này đi ha. Thì ngày hôm nay á, em cầu cho cả nhà mình là tầm 10 cái đầm này. Em sẽ sale là 99k. Mặc áo hoa xanh phía sau. Chưa kịp đó. Rồi hoa xanh. Ít hoa xanh, em có hoa xanh nha cả nhà. Cái này maxi dài. Cái này là maxi siêu dài luôn. Cả nhà con yêu cầu gì nữa không nè? Dạ em cho chị Tini ạ. À. Dạ 1408 chất liệu vải cô tông lạnh nha chị Lê Thị Hà. Cái hàng này, hàng cô tông này á, là hàng cô tông đẹp dệt cho cả nhà mình. Vải dày cho nên mình không có sợ là nó có giống cô tông ngoài chợ hay không thì hoàn toàn không giống. Cái đầm này á, vải của nó khá là dày luôn á chị, nhưng mà mặt không có thô cứng khó chịu gì hết. Kèm luôn cho chị mình cái túi nè, vải dày dặn nè, chị mình nhìn giùm em. Đó, vải dày dặn đẹp lắm. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1408 nha, em sale luôn 199.000. Rất là nhiều chị khách đặt hàng cái đầm này rồi, cho nên chị cứ yên tâm đặt hàng đi. Về nhà em cho chị mình coi hàng trước khi thanh toán. Bây giờ em lên cái đầm hoa xanh nha các chị. Em sẽ treo một cái đầm khác lên để trưng bày cho cả nhà mình coi thử. Thì cả nhà mình á, mình thích cái nào á, mình cứ việc comment phía dưới cho em. Em mặc lên giới thiệu cho cả nhà mình luôn nha.
Rồi có tặng luôn cho mình cái này, mặc màu trắng đi shop. Rồi ok chị bắt nguyên luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1408 nha. Hôm nay em giảm giá em lên có hai xanh. Rồi em lên cái là màu trắng với mình ha. Chị Ngọc Ngân 49kg, 49kg lấy xanh lờ về nhà bóp nhẹ phần eo dùm em nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Lên cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này, maxi dài. Đầm maxi dài mã sản phẩm là 1426. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426 cả nhà nha. Đầm này em đang có cho cả nhà mình 4 size. Em chào chị Nguyễn Nga ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426 cả nhà nha. Đầm này em đang có cho cả nhà mình là đầy đủ 4 size, M, L, XL với lại 2XL. 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về. Cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Cổ tròn cho cả nhà mình, tay lỡ bo eo, dáng hồng phong xài dài nè. Dễ thương đó các chị ơi. Rồi, maxi bình thường cả nhà mình mua trên thị trường 5-700 hoặc thậm chí trên 1 triệu cũng có. Nhưng mà maxi ở đây cả nhà mình mua chỉ có 299.000 thôi. Mẫu em đang mặc trên người 1426 cả nhà nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1426, 299.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1426 kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà, để em kiểm tra thử coi 1426 bây giờ còn bao nhiêu cái nha. 1426 đủ size nha các chị, size M còn có 2 cái à. Và những size khác cũng chạy đua theo, phải nói là gần hết luôn đó các chị ơi. Bây giờ nè, size ML thêm gần hết, XL 2X thì em còn tương đối. Cho chị xem màu cam kế bên. Cái nào chị? Cái này đúng không? Nó nè. Cái này là màu cam đất, như chị gọi là màu nâu tây. Eo 80, ngực 105, eo 90 hả chị? Ôi eo 90 em có cái đầm kia mà giờ em hết rồi. Bây giờ eo 90 hả? Eo 90 em hết hàng rồi chị yêu ơi. Chị yêu mình chờ em được sao được không? Ôi eo 90 chị yêu mình lấy cái này được nè chị. Eo 90 chị yêu mình lấy cái màu đen này được nè. Màu đen này là eo 90 là ok chốt được luôn nè chị. Rồi bây giờ em lên thêm cho mình cái đầm váy màu trắng nha. Em lên cho chị mình cái váy màu trắng nha. Chị khách nào đặt hàng mình tranh thủ là giúp em tư vấn luôn ạ. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1426. Đó, chị khách nào đặt hàng đầm này mình tranh thủ nha. Comment đúng mã giùm em nha các chị. Comment đúng mã giùm em 1426 kèm số điện thoại. Cả nhà ơi, cả nhà mình thấy livestream của em, cả nhà cho em xin một chấm đi. Một lượt thích với lại một dấu chấm đi các chị. Mẫu em đang mặc trên người 40 cho tới 66kg. Và eo tối đa thì em sẽ tầm 85-86 độ về. Mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Hai lớp, hai túi khóa kẽ phía sau lưng với chiếc 17V hàng. Đầm này màu hoa rất đẹp, rất xịn luôn cả nhà ơi. Nền vải màu xanh navy và có phối hoa nè. Cả nhà nhìn dùm em, trời ơi cái gam màu hoa nó ngọt ngào như thế này. Đặc liền cả nhà, dễ mặc cực kỳ luôn. Đầm này 40 cho tới 66kg, eo tối đa tầm 86 độ về, mặc đẹp thoải mái nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1426 chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng thôi. Quá xuất sắc cả nhà ơi, 1426 với số gọi. Em lên màu trắng nha cả nhà. Chị Nguyên Thảo ok 54kg cho Senlo nè. Chị Hồng Thắm ok chốt lên hàng cho chị yêu mình luôn, 1426 em sale rẻ cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu này cả nhà ơi? Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mã sản phẩm là 1426. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm đi dùm em luôn. Chị Hồ Như Thủy ok. Mình chờ em xíu nha. Em thay tiếp cho mình xem mẫu khác. Em chào chị Hoàng Trinh nè, em chào chị Hồng Mai. Em chào cả nhà mình mới vô. Cả nhà mình mới vô cho em một lượt like với lại một một dấu chấm đi các chị. Bây giờ em lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này ha. Nền trắng. Cái đầm này màu trắng này thì lâu lâu mới về một lần chứ không phải lúc nào cũng có. Mẫu em đang mặc trên người. Chị ơi em 90 á, cái màu đen này giờ em còn có mỗi màu đen này thôi. Nhưng mà tại vì em sẽ hót sót lại có 6 cái này em 90. Rồi chị Hoàng Kiều Anh 1408 ok ạ, 199.000. Giảm cho chị Nguyễn Lợi ạ, cảm ơn chị yêu mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1470. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn luôn ạ. 1470 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Ui da dưới con mắt rồi. Rồi đầm này thiết kế sơ cổ sơ mi cho cả nhà mình nè. Tay ngắn ngắn bo eo, dáng đầm xòe chữ A. Em may cho cả nhà mình hai lớp, kèm luôn hai túi, có khóa kéo phía sau lưng ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn 1470 với số điện thoại. Đầm này hôm nay rất rẻ, 259.000 đồng
thôi. Cả nhà ơi, một cái đầm sơ mi mà cái giá của nó chỉ tương đương với lại một cái áo sơ mi thôi là cả nhà mình thấy nó rất là rẻ rồi đúng không ạ? Em may cho cả nhà mình hai lớp nha, kèm hẳn hai túi luôn, có hoa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. Dạ em chào chị Vương Phạm, chào cả nhà mình mới vô, có việc đặt hàng lên đơn đi chị ạ. Ngày hôm nay thì chị mình cứ việc là gộp đơn cho shop ha. Gộp đơn 600 sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nè. 1470 là 259.000 đồng nè chị. Rồi cái đầm von này đẹp lắm nha chị. Cái đầm này là von, này là von hoa dập nổi. Đó, thì cái chất liệu nó y chang như cái tên gọi vậy đó. Em đứng gần cái chị mình xem ha. Cả nhà mình thấy những cái hoa trắng trắng này không? Nó sẽ nổi nhẹ bên trên cái mặt của vải nha. Và cả nhà mình khi cái chị mình sờ lên những cái hoa này, nó rất là dễ chịu, thoải mái luôn. Không hề khó chịu, không hề mà gây châm chết gì hết trơn. Mềm dữ lắm cả nhà, đẹp lắm. Mịn mịn ha, xuất sắc luôn á. Phần tay em may một lớp, thân váy em may hai lớp nha các chị. Rồi cổ sơ mi, cổ lụa màu da cho cả nhà mình. Phần thân em sẽ may hai lớp, có luôn hai túi luôn. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1470 nha, có 259.000 thôi. Chị khách nào mình chưa có cái lòng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn ạ. 1470 kèm số điện thoại cho em là được 259.000 đồng. Trong bài live stream ngày hôm nay cả nhà nha, nhanh tay lên đơn sớm để dùm em tư vấn. Nhanh tay lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chữa hàng nha cả nhà. 1470 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Số lượng có hạn. Rồi, cổ sơ mi dán xòe dài. Ở đây á là em cao 1m65 nha các chị. Trời ơi, tự nhiên nó hụt hơi ngang các chị ơi. Rồi, ở đây em cao 1m65, em nặng 50kg. Các chị mình thích cái đầm này, có em có việc đặt hàng thật là sớm. Cái đầm này em mặc là dài tới cổ chân của em á các chị. Nó dài tới cổ chân của em luôn. Đó, cho nên là cả nhà mình yên tâm là đầm bông trắng này dễ thương lắm luôn. Em cảm ơn chị Nguyễn Thúy nha. Cái chị đầm này xinh lắm. Ở bên ngoài đẹp hơn trên live stream. Ở trên live stream mình nhìn không có rõ đó các chị. Ở bên ngoài xinh cực kỳ luôn. Chị đây, ở đây em có một cái nè. Đẹp lắm cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn sớm sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng. Mã số sản phẩm với số điện thoại. Đây cả nhà mình nhìn dùm em nè. Những cái mà hoa trắng này các chị, nó sẽ nổi lên trên bề mặt của vải ha. Rồi cái hoa hồng này các chị, cái hoa hồng này nè, là hả, hoa hồng là màu hồng hồng, tím tím, nhạt nhạt. Cho nên là cả nhà mình mặc lên á, nhìn nó không có mà nói chung là nó rất là đẹp nha, nó rất là đẹp luôn đó. Chị mua rồi mặc đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị Nguyễn Thúy nhiều ạ. Đó, cả nhà thấy chị khách em bình luận chưa, đầm này nha, rất là nhiều chị review luôn là phải nói đầm đẹp đó. 259.000 đồng thật sự là một cái giá rất là rẻ đó các chị ạ. Tại vì cái chất liệu vải von này thì không phải lúc nào cũng có. Tại vì những đợt trước là em không có về, đợt này em mới về cho mình von hoa dập nổi nha. Bên trong á là có lót thun cô tông nè ha. Rồi hai túi luôn nè, khóa kéo phía sau lưng. Tính ra một cái em đồng mà 259.000 thì nó chỉ tương đương hoặc là nó còn rẻ hơn cả một cái áo sơ mi rồi đó các chị. Mình cố gắng nạp sớm thì có đơn ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Ơn nào nào đặt hàng sớm thì dùng em nha, cả nhà em tư vấn luôn ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Đây, lên thêm cho mình cái em đầm nhung, ngày hôm nay cũng sale luôn, 150.000 cái. Rồi chị đôi giày có đơn hàng luôn ạ, 48kg cm. 48kg cm cho em. Đầm này em đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size nha, M là XL và là 2XL. Đầm này em đảm bảo cả nhà mình mua về nhà một lần là các chị mình chỉ có nghiện thôi. Hàng đẹp chuẩn mẫu mặt, y như trên live stream này nè. Thích đầm nào đặt sớm sớm thì dùng em. 1470 kèm số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Ân đầm nào đặt hàng sớm sớm thì dùng em nha cả nhà, em tư vấn luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1407. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông nha cả nhà mình. Tay lỡ ha, bo eo dán chữ A, có khóa kéo phía sau. Cổ vuông, trời nó xuất sắc. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1407 với số điện thoại, trời chất vuông rồi nhà ơi, mềm dễ sợ luôn á. Một lớp hai túi có khóa kéo. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em, lên đơn liền các chị. 1407 với số điện thoại 1407 với số điện thoại cho em là được 149.000 đồng ngay bây giờ.
Mã số là 1407, 149 ngàn đồng ngay bây giờ cả nhà ơi. Nhung ha, vải mềm nè, sờ lên mịn mát nè, co giãn này các chị, trời ơi nó co giãn siêu nhiều luôn. 3XL em không có chị ạ, bên shop em full full luôn á là 2XL. 2XL bên em á thì sẽ dao động là tới 65kg, 66kg, 68kg hoặc thậm chí là 70-80kg. Nhưng mà cái size mà 70kg thì hiện tại em chỉ còn có mỏng màu đen này thôi. Đó, ra số thì dưới 68kg là nhiều. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 chị yêu nha. Hôm nay em giảm giá luôn, chị còn có giá tiền là 149 ngàn đồng ha. Size này size L nha cả nhà. Bình thường size L là từ 50 cho tới 55kg. Nhưng mà đồng này size L sẽ tầm từ 50 cho tới là tầm 60kg luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 cả nhà nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1407. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1407 với sáng hợi cho mà được cả nhà nha. Nhung ha, cà giãn nè, dán chữ A, hai túi khóa kéo phía sau, mê chưa các chị? Mã sản phẩm 1407. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ. Anh cho chị thêm màu nâu, trời ơi em quên nữa các chị. Đây màu này nè, màu nâu cam. Màu nâu cam nè chị, đây để em lên cho chị mình cái này nha. Nhiều chị gọi là màu vàng bò hay là nhiều chị gọi là màu nâu tây á thì cũng là nó luôn, để em lên cho chị nha. Rồi chị son kim ok chốt ạ. 53kg chị mình lấy size L này vừa đó chị, 50 cho tới tầm 60kg thì chị mình sẽ mặc vừa ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407, 1407, 149 ngàn đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1407 kệ nhà nha. 1407 sale luôn, chị còn có giá tiền là 149 ngàn đồng ngay hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng đồng này của em thì mình tranh thủ liên dùng em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng 1407 và kèm luôn cho em có số điện thoại là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trên like thôi, không có áp dụng bên ngoài. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ ha, cả nhà cố gắng chia sẻ mạnh tay giúp em. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai là được ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đồng khác. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449 chị yêu nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha em luôn. L90 vừa không? Dạ không vừa chị Ngọc Vy ơi, L90 chị yêu mình chỉ có thể là vừa cái đầm này thôi. Đó, L90 chỉ có vừa cái đầm này thôi. Mình đo eo á, mình đừng có đo ngay bụng, mình đo ở trên bụng nha chị. Và mình đo khít vào dụng em nha, mình đừng có trừ hao nhiều quá. Eo những cái mẫu đầm khác của em hiện tại á, chị Nhung trần 1407 ok ạ. Đó, hiện tại thì những cái mẫu eo bình thường bên em á thì eo tầm 85 độ về. Còn những cái eo đầm mà trên 90 á thì hiện tại chỉ còn có màu đen thôi, là còn sót được 6 cái. 6 cái duy nhất cho eo 90 thôi, rồi nó hết luôn rồi. Thường thường về mỗi size là ít chứ phải 2.000 cái đó các chị ạ. Nhưng mà cái này thì nó còn sót có 6 cái thôi. Và những cái em đầm khác thì em cũng hết luôn rồi. Em đang mặc trên người 1449 nha. Đầm này thì 259 nghe nha các chị, đầm vét chứ cô tông lạnh nha. Kệ nhà ơi, nhiều chị nghe em nói là cô tông á, mình sợ cái đầm này vải mềm mỏng, không có mỏng đâu các chị, vải này nó dày á. Không phải cho cô tông ngoài chợ đâu. Hàng này cô tông lạnh vải khá là dày dặn. Ui da trời đất ơi. Vải khá là dày dặn cho các chị yêu mình luôn. May một lớp nè, kèm luôn hai túi nha. Phần chân váy nó có độ phồng xệ tự nhiên, khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1449. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1449 có 259 ngàn đồng thôi các chị. Đầm vest nha, nhìn cái form rất là sang cả nhà mình luôn. Thiết kế đầm này cậu vest em đứng gần cho mình coi ha. Đường may rất đẹp. Rồi cái đường may nè chị, nó đẹp chưa? Có phối cho chị yêu mình lúc bọc phía trước như thế này nha. Tay lỡ bao eo dáng đồng phong sạc. Em may cho chị mình một lớp kèm hai túi và ở đây em cao 1m65. Đầm này mặc qua gối luôn như vậy. Đẹp hơn chị có một màu thôi đó. Đầm cổ vét bên em là có nhiều lắm. Nhưng mà để mà cái form y chang vậy thì có một màu này thôi. Em có cổ vét màu xanh đó này nha. Đó. Rồi em có cái cổ vét này nữa nè. Em có cổ vét màu nu nữa nè. Cổ vét màu nu này thì 350. Đó. Với lại em có cái cổ vét này nè. À cái cổ vét này để em lên cho chị yêu mình nè. Cái cổ vét này em đang giảm giá còn có 150, 160 à. Em đang giảm giá tại vì nó chỉ còn mỗi size M thôi á. Để em lên thử mình coi. Rồi với lại em có cổ vest body này các chị. Cổ vest body đen trắng nè ha. Rồi có thêm cho cả nhà mình cổ vest mà ta đây. Cổ vest body màu nu luôn. Đó, nhiều cổ vest lắm. Với lại hồi nãy em có lên cho chị mình là vest sọc màu nâu đúng không? Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449 nha. Hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn.
chỉ còn có giá tiền là 259.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình chưa có cái lồng này của em thì mình comment liền phía dưới cho em là 1449 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chị chốt đơn trong bài livestream hôm nay không áp dụng bên ngoài. Xòe một lớp hai túi khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1449. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1449. Chị khách nào mình chưa có cái lồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em. 1449 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi để em lên cho mình cái cổ vest kia có xem mời em sẽ giảm giá rất là mạnh luôn. Đồng nào mà lẻ size thì hôm nay là em sale hết nha cả nhà. Rồi, chị trên eo 82 chị mặc size 2XL bên em ạ. À. Mẫu em đang mặc trên người 1449, cứ việc lên lên sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Đây tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đồng khác. Cổ vest dáng đồng chữ A trên váy xếp ly. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1409 ha. Đầm em đang mặc trên người. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1409. Tiếp tục, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1409. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em. 1409 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Đầm này thì phải nói là quá xuất sắc rồi các chị ạ. Cố gắng lên đơn sớm cho em ha. Cổ vest cho cả nhà mình. Cổ vest cho cả nhà mình tay ngắn này dán chữ A trên váy xếp ly có khóa kéo phía sau kèm luôn cái túi. 159.000 cái đầm này. Xinh quá trời ơi. 159.000 đồng ha. Mê ly luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1409. 159.000 đồng. Chị Nhung Trần, chị 45 kg, cao 1m50. Rồi, ok chị Nhung Trần ha. Rồi vừa luôn, size L là vừa. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409. Nhưng mà cái eo mình tầm nhiêu chị nè? Bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1409 cả nhà nha. 159.000 đồng đúng chứ? 159.000 đồng. 1409 mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị nhiều ạ. 159.000 đồng cả nhà ơi. Đó, giảm giá chót cho cả nhà mình luôn, 1409, 159.000 đồng. Giảm chủ yếu là để cho nó trống kho đó các chị, em về làm mới đó chị ơi. 1409 nha. Em mới về cho cả nhà mình có mấy mẫu à, còn nữa. Để trống trống kho là em về thêm đó chị. Một mẫu như thế này còn vài chục cái mà chục mẫu như vậy thì nó cũng chật chội đúng không đó chị. Dạ, em cho chị ngồi chút lên. Mẫu đồng này em dưới 70 ha, mã sản phẩm 1409. Chị yêu nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Với lại em còn 6 cái này em sale ha. 6 cái này em sale cả nhà mình lên 99.000. Mẫu em đang mặc trên người 1409 nha cả nhà. Đồng này là siêu xinh và siêu sang luôn á. Đường may mũi chỉ phải nói là nét từng đường cho cả nhà mình luôn. Em cao 1m65, đầm này mặc vừa tới gói nha. Dán chữ A phần trên váy xếp ly. Khóa kéo phía sau lưng kèm luôn cái túi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1409. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1409 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ sale trên livestream thôi nha, không có áp dụng bên ngoài hả cả nhà. 1409 với số điện thoại cho em là được ha. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 thôi nha cả nhà ơi. Đẹp như thế này mà không nhanh tay đặt hàng hết rất là uổng luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác. Ưng ý cái đồng nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. À, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chốt liền cho livestream không áp dụng bên ngoài nha các chị. Rồi đây, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1404 cả nhà nha. Tiếp tục, đồng em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1404. Cổ tròn tay ngắn dán chữ A. Phía trước này em sẽ may cho cả nhà mình 3 mảnh, sau lưng là 2 mảnh. Có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng luôn nữa. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1404, 6 cái cuối. 1404, 6 cái cuối cả nhà ơi, 99.000 ha. 1404 mẫu mặt. 1404 mẫu mặt ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 99.000 đồng. Mã sản phẩm là 1404, 99k. Chị yêu nào mình chưa có cái lồng này của em á thì mình đặt hàng thật là sớm nha em, mã số 1404 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn chốt đơn hàng ở cả nhà mình luôn ha.
Số lượng thì em chỉ còn ít thôi nha cả nhà ơi, không có áp dụng bên ngoài ha. Lụa mango cho cả nhà mình, co giãn này cả chị, nhẹ nhàng thôi nha. Đầm này co giãn nhẹ nhàng hai chiều, hai túi, nền vải là màu đen và có phối cho cả nhà mình hoa màu vàng cam như thế này. Đó, mã số 1404 như cái chị phía trước em may rồi cho cả nhà mình là 3 mảnh rồi như vậy. Sau lưng là 2 mảnh, tổng cộng đầm này em may là tới 5 mảnh nha. Đó, khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng, rất là đẹp. Đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi, 99.000 CM 40 cho tới tầm 50 52 kg, em có ra tầm 72 độ B, các chị nào mặc vừa không ạ? Mình mặc vừa thì mình cứ việc lên đơn đầm này đi, giá của nó chỉ có là 99.000 thôi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm chị Nguyễn Liên, ok có đơn hàng 1409 luôn ạ. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ là dùng em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 140499.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1404 nha cả nhà ơi, hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình luôn ha. E70 mặc size M cũng được, mặc size L cũng được chị. E70 dễ ẹt à. Bây giờ chị mình mặc size L thì hơi rộng so với chị yêu mình một chút xíu. Còn chị mình mặc size L cũng được luôn nữa. Cái nào có L thì có M thì mình lấy size M, còn không có size M thì mình lấy size L ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, trời ơi, cái mi dính gì nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1404 cả nhà nhé. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1404 cả nhà nha. Chị khách là mình đặt hàng đầm này mình tranh thủ nha. 40 cho tới 50 kg, eo tối đa dưới 70-72 nha cả nhà. Hai túi luôn, khóa kéo phía sau luôn. Dễ thương quá trời, dán chữ A. Để hôm nay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa. Chờ chút nha. Em lên cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này. Hôm nay cũng sẽ sale luôn cho cả nhà mình. Ui, cái màu này không phải. Đây đây, cái màu này mới đúng. Cái này em đang sơ mi, đang giảm giá còn à 199.000 đồng thôi. Nà, rất là đẹp cho cả nhà mình. Em chào chị Nguyễn Thấm nha. Rồi bây giờ 1404. Em bán tư khổng vương mẫu này rồi chị. 1404 đồng này là 40 cho tới là tầm 50kg, em dưới 70. Cái đầm này em dưới 70 sẽ mặc vừa, em trên 70 mà không vừa. Cố gắng mình đặt hàng sớm sớm thì dùng em tư vấn luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được ha. Đó, số lượng thì em còn ít chứ không có còn nhiều đâu. Cả nhà mình đặt hàng cố gắng lên đây sớm sớm thì dùng em tư vấn nè. Rồi bây giờ này em lên tiếp cho mình xem cái em nằm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1434. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1434 nha. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Cổ sơ mi tay lỡ bao yêu dáng đầm phong xòe một lớp hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Đầm đen 84, đầm đen eo 84 có không bao nhiêu? Dạ đầm đen eo 84 em có hàng, giá của nó là 299.000 đồng nha chị Đoàn Phỉ. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người chị yêu mình, nếu như mà mình thích thì em có thể mặc lên thử cho mình coi. Chị mình cứ việc comment phía dưới nha, em sẽ mặc thử sau. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1434 nha. 1434 hôm nay em giảm giá, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi à. Dán đầu phong xòe cho cả nhà mình với chất liệu vải lụa nha cả nhà, vải mềm nha, mịn mát lắm, co giãn nhẹ nhàng hai chiều. Cổ sơ mi cho cả nhà mình, em đang mặc cho người cái size lớn quá này các chị, cha nhìn nó hơi rộng nhiều nhiều so với em đó. Rồi đầm này em chỉ còn size lớn nhất thôi. 1434 là 199.000 đồng cho cả nhà mình ha. 1434 ui hai size các chị. Size XL còn một cái. Size XL còn một cái cả nhà ơi. Với lại còn size 2XL. Size XL còn một cái với lại còn size 2XL là từ 54kg cho tới là tầm 65-66kg mặc đẹp. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1434 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1434. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em. 1434 với xế ngọt. Trời ơi, cái phần chân váy này các chị xòe rộng ha. Một lớp hai túi, khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm 1434 sale rẻ luôn. 199.000 đồng ngay bây giờ, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha em luôn, em tư vấn và chờ hàng nha. Mã hàng 1434 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha cả nhà ơi. Chốt liền trên livestream liền ha. Size XL còn một cái đó, cái chị nào mặc vừa không ạ? À? XL là 54-60kg nha. Với lại còn hết. Nhưng mà nếu như hết XL thì chỉ cách nào mà tầm 54 tới 60kg là mình lấy size XL bây giờ mình bắt eo được.
giảm cho chị Trúc Linh nè. À, mẫu em đang mặc trên người mã u cho chị đó coi. 1434 nha cả nhà, 199.000 đồng. Rồi rộng hơn so với em nhiều luôn á, xòe nhưng mà cái form nó vẫn đẹp nha các chị. Em mặc rộng nhờ cả nhà nhìn thấy cái form không, cái form vẫn rất là đẹp luôn nè. Đó, mê lắm. Đầm này phải nó xuất sắc, 199.000 đồng thôi, em sale luôn ngay bây giờ. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa nha. Nhiều mẫu đẹp lắm, ngày giờ ơi, cố gắng lên đang sớm xương xám không các chị. Xương xám ngày hôm nay sắp có sale. Bây giờ xương xám ngày hôm nay là em có sale cả nhà mình, đủ size 40-68kg luôn. Chờ em xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1434 nha các chị. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1434. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha em luôn. 1434 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ sale trên livestream ha cả nhà, không áp dụng bên ngoài ha. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ, cố gắng lên nha cả nhà ơi. Chia sẻ mạnh tay cho em ha. Rồi đây em thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm bên trong luôn. Em có một bộ đồ ngắn nha, nhìn nó hơi cộm xíu và nhìn nhìn đỡ dùng em ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394 nha cả nhà ơi. Đầm này em sẽ có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn. ML, XL với lại 2XL. Mã sản phẩm là 1394. 40-68kg và eo tối đa thì eo sẽ tầm 88 độ về, cả nhà mình sẽ mặc rất là đẹp. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394 ha. Thì ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà mình luôn. Với mức giá chỉ có là 219.000 đồng thôi. 219.000 đồng. Xuất sắc quá các chị ơi. 1394 đủ size nè, sườn xám. Đây, thiết kế đầm này sẽ là của tàu cho cả nhà như thế này. Tặng luôn cho mình cái phụ kiện này nha các chị. Các chị mình thích mình 1394 chạy em xíu nha. Để em ghi cái giá tiền xuống ở cả nhà mình. Đó, cái phụ kiện này thì cả nhà mình thích để thì mình để. Không thích để thì cả nhà mình có thể là phối với cái em đầm khác. Mình hôm nay mình phối với đầm này cũng được. Ngày mai mình phối với cái em đầm khác cũng được luôn nữa. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1394 cả nhà nha. Sale rẻ ha, 219.000 rất là rẻ luôn. 219.000 đồng ngay bây giờ. Mã sản phẩm là 1394. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm với chiếc lời bảy nhung cả nhà nha, đẹp lắm luôn. Rồi cái hàng nhung là cái chị, cái vải của nó sờ lên mịn nè, nền vải màu đen nha, có phối với mình kim tuyến lấp lánh 7 màu. Co giãn, tay lỡ bo eo, dáng sườn xám, chân váy có sẽ tà hai bên. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1394 nha. Chỉ có giá là 219.000 thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng. Mã số sản phẩm 1394, kèm luôn cho em cái số điện thoại như vậy là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream hôm nay thôi ạ. Không áp dụng bên ngoài. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ đi dùm em. 1394 với số điện thoại như cả nhà, 219.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Dạ em chào chị Ngọc Thùy ạ, à, em chào cả nhà mình mới vô nha. Tranh thủ đặt hàng sớm thì dùm em nha cả nhà ơi. 1394 219.000 đồng ha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1394 219.000. Chỉ còn có giá 219.000 đồng ngay bây giờ thôi các chị ơi. 219.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn ha. Chỉ chốt đơn trên livestream nha cả nhà ơi, không áp dụng bên ngoài. Em chào chị Thúy lên nè, chào cả nhà mình mới vô. Rồi, đẹp xuất sắc này các chị. 1394 nha, 219k. 40-68kg sẽ có size vừa. Đầm này cái form nó khá là rộng rãi á. Em đang mặc trên người cái size M này các chị, mà nó rộng rãi vậy nè. Chị khách nào mặc size M thì tầm 52-53kg mặc size M nó sẽ vừa hơn. Em 50kg thì em mặc nhìn nó hơi rộng. Nó hơi rộng, chị là 50kg thì chắc phải bóp eo nha. Đó, E73 mình mặc size M là vừa rồi. E73 lấy size L là nó cũng rộng luôn á. Dạ, em chào chị Lê Thúy Hồng ạ. 1434 cho chị Dung Phạm. Ok chị mình ạ. Em chào chị Nguyễn Hằng, chào cả nhà mình mới vô. Em về ở bình luận á các chị. Nãy giờ các chị mình có hỏi gì em nữa không ạ? Em về ở bình luận á chị ơi. Cả nhà mình thông cảm nha. Nếu như mình bình luận mà không thấy em trả lời á, cả nhà mình nhớ là comment lại lần nữa giùm em. Rồi, bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm một khác. Đây, lên luôn cho mình cái em đầm này đi. Xe cả nhà mình 69.000 đồng ha.
Rồi, màu này là màu đỏ rô nha các chị. Cái gam màu này là gam màu đỏ rô nha, em xem 69.000. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè, mẫu em đang mặc trên người mã số 13 1394, cả nhà nhớ kỹ mã số nha, để mình đặt hàng đừng có nhầm nha các chị. 29k ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này. Đầm này ngày hôm nay em cũng sẽ sale cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 69.000 đồng ngay bây giờ thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1347 với số điện thoại cho mà được. Xem váy đỏ ở móc. À, cái váy đỏ bên này hả chị? Rồi, váy đỏ đó còn một cái. Váy đỏ đó còn một cái luôn á, chờ em xíu nha. Xong mỗi đồng này em lên cái váy đỏ đó cho chị ta thử. Bây giờ nè, cái váy em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347, hôm nay em sale rẻ luôn 69.000 đồng. 1347 nha cả nhà ơi, 69.000 đồng ngay bây giờ. 40 cho tới 50 kg eo dưới 70 nha, mã sản phẩm là 1347 69.000. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em mã số sản phẩm 1347 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn là đơn hàng cho cả nhà mình ha. Chiếc lời vải lụa măng tô cho cả nhà mình, tay lỡ bo eo, dán hầm body đuôi cá, nguyên hàng cúc bên hông như thế này, có khóa kéo phía sau nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha, 69.000. 1347 hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 69.000 đồng ngay bây giờ. Xuất sắc nha các chị. 40 tới 50 kg và eo tối đa thì eo dưới 70. Eo tối đa eo dưới 70 cả nhà nha. Mê. Cái chất liệu vải lụa măng tô này á, được cái là vải của nó rất là mềm và mượt, và cả nhà nhìn giống em cái phần tay dài như thế này á, cả nhà mặc á thời gian lâu dần cũng không có sợ nó bị nhăn ngay cái phần gập tay này. Và cái phần tay dài ở đây thì em may sẵn cái mình tay dài luôn, cả nhà mình thích để dài thì mình để dài, còn nếu như cả nhà không có thích mặc đầm tay dài thì cả nhà có thể sửa thành tay lỡ hoặc là sửa thành tay ngắn cũng được. Em cao 1m65 đầm của phụ gối nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 nha, sale rẻ cho cả nhà mình luôn 69.000 đồng ngay bây giờ, chỉ còn có giá tiền là 69.000 thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1347 69.000. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. 1347 kèm số điện thoại nha cả nhà ơi, 69.000 đồng ha. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài ha. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ, cả nhà cố gắng chia sẻ mạnh tay giúp em. 1347 hôm nay em sale rẻ 69.000 nha cả nhà, chỉ còn có giá tiền 69.000 đồng trong bài livestream này thôi. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa. Ok, đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha cả nhà. 1347 với số hỏi 69.000 đồng, chỉ có 69.000 đồng thôi nha. Cả nhà ơi, mình thấy bài livestream của em chưa nhận được đầm hả chị? Mẫu cổ vest nu có một túi giả ở bên nha em, cho mẫu cổ vest màu nu có một túi chị Nhung cần. Ờ, phải cái này không chị? Phải cái cổ vest màu nu dán xè có hàng nút không chị ơi? Có nguyên hàng nút phía trước, hay là chị yêu mình cái cổ vest này? Cổ vest màu nu này cũng có một cái túi nhưng mà có cái đuôi cá, nu đuôi cá là nu dán xè chị. Rồi bây giờ có màu đỏ thì đúng không? Màu đỏ em còn có một cái thôi à, để em mặc lên thử nha. Rồi em chào chị Hạnh Trần, chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người 1347 nha cả nhà. 1347 hôm nay em sẽ giảm giá luôn là 69.000 đồng. 1347 em sale luôn 69.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn ha. 69.000 đồng ngay bây giờ cả nhà nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác. Ơn đồng nào đặt hàng sớm sớm thì giúp em nha cả nhà, em tư vấn ha, mã hàng với số điện thoại cho em là được luôn, chốt liền cho livestream không áp dụng bên ngoài nha các chị. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đồng này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 14 quên mất tiền mã rồi các chị ơi. Cái đồng này em mới thay rồi, 144 mấy này quên mất, à 1446. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1446. 1446 nha các chị. Trời, cái đầm này em còn có cái à. 1446 kìa nhà nha. Còn cho chị mình làm một cái xanh lò thôi. Mã số là 1446. 199.000 đồng cả nhà nha. 1446 nha. Thôi còn cái sale luôn nè. Đó, 199.000.
Chịu nè, mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm là dùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại đây nè chị, một cái nè. Đó này chị. Xe L nha. Xe L chị yêu nha. Một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng luôn. Xe L 50 cho tới 55 kg nha em. 50 tới 55 kg cho xe L chị yêu ạ. À. Đầm này chất liệu là vải ren, hàng ren này vải dày dặn nha, mặt thích lắm. Màu này là màu đỏ đô nha các chị. Màu này màu đỏ đô. Một cái cuối cùng cho cả nhà mình luôn. Từ phần tay với lại từ nửa phần này trở lên á thì nó không có lót. Từ ngực trở xuống là có lót hết. Cả nhà mình mặc lên không có sợ thấy sợ lộ gì hết. Và từng cái họa tiết ren nó sẽ nổi lên trên mặt vải như thế này cho cả nhà mình. Lâu lâu em có điểm cho cả nhà mình vài cái viên đá ở đây cho nó lấp lánh. Lâu lâu điểm vài cái cho nó lấp lánh, nhìn cho nó đẹp, nó sang đó chị ạ. Chứ mà điểm hết cả đầm cũng được, nhưng mà nhìn nó không hơi quê một chút. Đầm này thì phải nó quá đẹp rồi, chỉ cách nào nhận được hàng cũng khen hết trơn á. Cả nhà đặt hàng cố gắng nha, có 199.000 đồng một cái cuối. Một cái cuối 50 cho tới 55 kg. 50 tới 55 kg cái này nè các chị. Không phải cái em đang mặc đó nha. Cái em đang mặc là em mặc rồi. Size M. Đó, cái này size M. Còn cái này là cái size L, còn một cái size L này thôi. Hàng đẹp chuẩn mẫu mặc luôn. Ân đồng nào đặt hàng sớm sớm đi dùng em tư vấn và chờ hàng. Mã hàng với số điện thoại cho mà được nha, cả nhà không dám tháo ra sợ bỏ vô nó không được đẹp. Đây này các chị, đó, em mặc trên livestream sao giao hàng về nhà y chang vậy đó. Và cả nhà nhận được hàng sẽ được quyền kiểm hàng trước khi thanh toán. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Đó, đẹp không? Đính đá nè. Bê liền ha. Còn một cái, chị khách nào đặt hàng dồn đơn luôn nha. CL mã sản phẩm 1446. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1446 nha. Dán xòe hả chị Nhung Trần? Rồi ok, em lên cho chị Nhung Trần coi thử nha. Các chị mình còn muốn em lên cái mẫu đầm nào nữa không? Cứ việc comment phía dưới cho em đi, em lên thử mình coi. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1446 nha các chị. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1446. Chị khách mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. Là 1446 kèm số điện thoại cho em là được ha. Sale luôn 199.000 đồng. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác. Đầm cổ vét dán xòe cho cả nhà mình. Các chị mình đang theo dõi livestream của em, các chị mình cho em xin một chấm đi. Cho em xin một nút like với lại một dấu chấm nha các chị. Rồi đây, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem cái em đầm này. Đầm này mã sản phẩm là 1467 chị yêu nha. Đầm này vải rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Cổ vét chất liệu vải này vải tuyết mưa nha. Đầm em về được đúng một màu luôn, lâu rồi mới về tuyết mưa cho các chị yêu mình. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1467. Mặc lên nhìn nó trắng tươi luôn các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1467 nha. Chị khách là mình chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em. 1467 với số điện thoại. Chất liệu vải tuyết mưa, hàng vải dày dặn, lên phong lên dáng người ta nói nó quá đẹp luôn các chị ạ. Đầm này thiết kế sờ cổ vét nha, tay lỡ ba eo dáng đầm phong xòe, may một lớp kèm luôn cái túi có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1467. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1467 nha cả nhà ơi. Hôm nay em giảm giá còn 349.000 đồng, mã số 1467. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn luôn ha. Để em kiểm tra xem cái 1467 này hiện tại còn bao nhiêu cái nha cả nhà mình. Thì đầm mà shop em dao động từ vài chục ngàn cho tới là 350 như cái mẫu đầm này. Chưa hết CM các chị. Bây giờ CM hết hàng, CL cũng còn 5 cái và còn lại XL với thế thôi. Giá của nó là 349.000 đồng cho mẫu đầm này cả nhà nha. Thiết kế đầm này sẽ là cổ vét tay lỡ nè, dán đầm chữ A, một lớp kèm luôn cái túi và có khóa kéo phía sau lưng như vậy. Đó, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1437 hả? Ủa quên cái mã gì? 1467. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại để em coi lại lần nữa nha các chị. Rồi đúng luôn, 1467 với số điện thoại cho em là được ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác nha các chị ơi. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Em chào chị Mai Thị Thúy. Rồi chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1467 nha các chị. Chất tuyết mưa. Phần tay em may xếp phòng cho cả nhà mình. Đường may mụn chị rất là đẹp và từng viên cúc. Rồi ôi mê chưa các chị ơi. Xuất sắc ha, kèm túi. Cái đầm này mặc lên nhìn trắng tươi luôn đó các chị ạ.
Đặt sớm nha, màu nu đẹp lắm. Dạ chị Nhi Đào có đơn hàng luôn ạ. 1167349K. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác nha. Đó, em cao 1m65. Đầm này em mặc dài là tầm nửa bắp chân của em nha các chị. Mã sản phẩm là 1467349.000 đồng. Mã sản phẩm là 1467349.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha, 1467 với sáng thoại. Em lên cho cả nhà mình xem cái em đầm này đi. Cái đầm này em còn mỗi size vài cái này các chị, còn cũng tương đối đủ size, mỗi size vài cái em sale rẻ là còn 150 một cái, 150 một cái thôi. 1467349K. Đó, cái đầm này chỉ khách nào mình đặt hàng đầm của em thì mình comment liền phía dưới cho em nha. Mã số sản phẩm là 1467 và kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình. Số lượng ít chứ không có nhiều, cả nhà cố gắng lên đơn sớm sớm để giúp em tư vấn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác. Đây, đầm sọc nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1419. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1419 cả nhà nha. 1419 nha các chị yêu mình. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim nè, tay ngắn này các chị ơi, dáng suông. Em may cho cả nhà mình là đầm này là hai lớp nha, kèm luôn cho mình cả hai cái túi và có khóa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1419, 1419 nha, 149.000. 1419 hôm nay em sẽ giảm giá luôn, còn 149.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em 1419 với số điện thoại để em kiểm tra xem. Rồi, hôm nay thì nó còn bao nhiêu, trời ơi, nó quay quay cái chị ơi. Kiểm tra chưa ra. Trước lại bảy von hàng nha cả nhà, von hàng. Em may hai lớp, bên trong là có lót thun ngô tông luôn. Đó, hai túi khỏi cái phía sau lưng rồi. Bây giờ xem mở còn 16 cái, XL còn 28, XL còn 28, 2XL còn 27 cái, còn nhiêu đó. Mỗi size còn cho mình là có mười mấy, hai mấy cái thôi. Rất là rẻ luôn cả nhà ơi. 149.000 đồng đồng này ha, đồng suông ha cả nhà mình, dễ mặc. Hai lớp, hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Và cả nhà mình nhìn giùm em, đó, cái hình tay này thì may một lớp ha. Mê lắm, cái màu sọc này cũng dễ mặc lắm các chị ạ. Da trắng, da ngâm mình diện đều đẹp hết trơn à. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1419. Rồi, sát nách cổ trụ, chị Nga đổ em hết rồi. Em qua cái đợt đầm sát nách rồi chị ạ. Bây giờ đầm mới shop em á là toàn là đầm có tay không à. Tại đợt em cũng đợt đó mấy chị cũng kêu em là em ơi em về đầm sát nách ly, cái em về em bán không được. Em về cái em bị tồn hàng cái gì ạ. Cái xong cái em không về nữa. Bây giờ á là cái chị mình có hết mặt sát nách thì mình mua về nhà chắc mình sửa tay lại á. Mình tháo tay ra cái mình làm sát nách thì được. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm là 1419 cả nhà nha. Hôm nay em sale luôn ạ, chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng. May hai lớp kèm hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1419 nha, 149.000 đồng ngay bây giờ, 1419. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn. 1419 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Em chỉ sale trên livestream thôi nha, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ liên dụng em, 1419 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. 149.000 ha, chị còn có giá tiền 149.000 đồng. Chị Phan Vân Anh ok chốt đơn hàng luôn, 1419 với số điện thoại 149.000 đồng ngay bây giờ. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn luôn ha. 1419 với số điện thoại cho em là được. Để em lên cho chị mình coi cái đầm da beo đi. Đầm da beo này á, là hàng siêu phẩm bên em đó các chị ạ. Ghiền liền. Đầm da beo này hàng siêu phẩm. Đó, chị khách nào mình chưa có thì mình tranh thủ nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1419 em sale rẻ luôn. 149.000 nha các chị, chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng. Von hai lớp hai túi khóa kéo phía sau lưng 149.000 đồng. 40-66kg, eo tối đa 86 á chị. Rồi 56kg vừa, 56kg cứ việc đặt hàng để em tư vấn thêm. Mẫu em đang mặc trên người là 1419 cả nhà nha, 1419 xin lời cho chị Nguyễn Xuân Thi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm da beo. Đó, các chị mình nghĩ thử coi mình thích cái đầm nào, cứ việc comment cho em tư vấn luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha.
Rồi đây, tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1477. Tiếp tục, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1477 cả nhà nha. Đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn. Size ML, XL với lại 2XL. Từ 40kg cho tới 68kg, chị Nho hình 1419 ok luôn ạ. 149.000 thôi ạ, chỉ có giá 149.000. Rồi bây giờ nha, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1477. Đầm này em đang có cho cả nhà mình á là 4 size. Và đây là một cái em đầm bán chạy nhất hiện tại bên shop em. Và đó là một cái em đầm hot hit đó chị ạ. Hôm nay em sale ha, 349.000 đồng. Đầm này thiết kế sale của sơ mi cho cả nhà mình nè. Đây là ứ nha, bỏ eo dáng đầm phong xòe. Em may cho cả nhà mình hai lớp nè, hai túi, ủa quên một lớp chứ, chất cái thái, chất cái thái em may một lớp nha, kèm hai túi, khóa kẽ phía sau lưng luôn đó. Mẫu da beo, mã sản phẩm là 1477. Đầm em đang mặc cái người, mã sản phẩm là 1477 nha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. Trời ơi, em hết size M rồi cả nhà ơi, em chỉ còn size L, XL với lại 2X thôi. 1477 hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn ạ. 1477 hôm nay em sale cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền 349.000 đồng, 40 cho tới 68kg. Và eo tối đa thì eo tầm 88 độ về sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mã sản phẩm 1477 nha. Dạ vừa như chị Lê Thị Trâm. Còn chị khách nào đặt hàng nữa mình tranh thủ là dùm em tư vấn nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người 1477 các chị ơi, chất cá thái. Cái họa tiết da beo nhỏ nhỏ này cả nhà mình mặc lên nhìn dáng của mình sẽ gọn hơn rất là nhiều. Và cái màu này dễ mặc lắm nha các chị. Mã số sản phẩm là 1477 ha. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn nha cả nhà ơi. 1477349.000. 1477 ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 349.000 thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng nha cả nhà. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được. Trời ơi, quá trời quá đất đẹp này các chị. Chất cá thái, ở đây em cao 1m65, dài tới cổ chân của em. Đó, một lớp hai túi, có khóa kẽ phía sau lưng luôn. Mã sản phẩm là 1477 cả nhà nha. Lên đơn sớm sớm thì dùm em tư vấn nha cả nhà. Đừng quên chia sẻ livestream luôn đó để được áp dụng ngay giá sale. Chấm bi không các chị? Em có cho các chị yêu mình cái đầm chấm bi này đẹp nè. Cái đầm chấm bi này phải nói là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1477 cả nhà nha. 1477 hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình luôn, 349k. 1477 là 349k nha cả nhà. Dáng dài nha cả nhà, mà chuẩn bị qua mẫu nha. Chị khách nào đặt hàng đầm này tranh thủ 59kg mặc size XL đầm này luôn chị. 40 cho tới là tầm 68kg. Và eo tối đa thì eo tầm 88 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Mã sản phẩm là 1477 chị yêu nha. Rồi 349k. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. 1477 349.000 đồng ngay bây giờ nha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa. Mình ưng ý cái đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em nha. Em tư vấn luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Rồi đây tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1469. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1469 cả nhà nha. Thiết kế đầm này sẽ là cổ sơ mi. Cổ sơ mi tay lỡ ba eo, dáng đầm phong xòe. Hai lớp có khóa kéo phía sau. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè. Mã sản phẩm là 1469 ha. Đó, cái phần tay nó phồng phồng như thế này. Xuất sắc luôn. Có cái nút khóa kéo phía sau 1469 cả nhà nha. 1469 hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn. 1469 chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Cái đầm này là riêng trong livestream này mình được sale đó nha các chị, chứ những cái bài livestream khác á là giá của nó cao hơn rất là nhiều. Cả dành theo dõi livestream của mình biết rồi đúng không? Cái là mẹ những bài livestream khác là 349 hoặc là 399. Còn trong livestream ngày hôm nay chỉ cách nào đặt hàng em sẽ giảm luôn, chỉ còn có giá 299.000 thôi. Cái form rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm 1469 cả nhà nhìn giùm em nè. Cổ sơ mi ha, nền vải màu đen có chấm bi nhỏ nhỏ cho cả nhà mình, phần tay phồng phồng ha. Đó, và em sẽ may cho cả nhà mình đây lỡ đi ra. Chất liệu vải này vải von cát nha các chị. Phần ngay cái phần của chỏ tay này các chị, em sẽ may cái cổ tay nó bẻ gập lên.
Đó, bẻ gập lên ha, cố định lại và có may luôn cho mình cái viên cúc làm điểm nhấn. Rồi, mẫu đầm này chất vân cát nha các chị. Mã sản phẩm là 1469 ha. 299.000 đồng ngay bây giờ. Mã sản phẩm là 1469. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì ngay bây giờ đặt hàng sớm luôn. Đó, chất liệu vải vân cát mềm mại nhẹ nhàng nha. Mặc lên trời ơi, nó thích lắm đó chị ạ. À. Và cái gam màu này ha là da trắng da ngâm mình diện lên đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là tròn người một chút xíu nên đặt cái mẫu đầm này các chị ạ. À. Tại vì cái đầm này là họa tiết chấm mi nhỏ nhỏ li ti cho chị khách nào tròn người mình diện cái mẫu đầm này lên rất đẹp luôn. Mã sản phẩm 1469 nha. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng 1469. Chị khách nào mà chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1469 với sinh hợi nha cả nhà, chỉ có giá là 299.000 thôi. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm luôn. Em tư vấn qua chợ hàng chợ xa cho cả nhà mình. Mã hàng với sinh hợi cho em là được luôn ha. Rồi mẫu đầm này cũng là khép lại bài livestream tới ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào mình vào sau có thể coi lại bài livestream này hoặc là có thể đón xem những bài livestream kế tiếp của anh em vào ngày hôm sau nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình luôn ạ. À.